Đồng hồ nội thất Kim Dung xin kính chào tất cả các anh em đam mê sưu tầm trên toàn quốc. Anh em mình cũng đừng quên nhấn vào chữ đăng ký. Sau khi anh em mình nhấn vào chữ đăng ký sẽ có biểu tượng quả chuông. Anh em mình hãy nhấn vào biểu tượng quả chuông để luôn nhận được video mới và sớm nhất từ đồng hồ Kim Dung nhé. Anh em có thể gọi cho Dung để chốt hàng trực tiếp hoặc là add Zalo của Dung và qua số là 0939119604 nha anh em. Hôm nay Dung giới thiệu đến tất cả anh em 5 chiếc đồng hồ treo tường, gồm 4 chiếc đồng hồ 2 tạ khúc và 1 chiếc đồng hồ Henry. Thì đến với chiếc mã số 1 đầu tiên là chiếc mã số 1 này, tông màu chủ đạo là tông màu nâu nha anh em. Tổng kích thước chiều dài là 86cm, chiều ngang là 22cm và chiều sâu là 12cm. Dung đang bán với giá là 5 triệu nha anh em. Anh em nhìn cái phần thiết kế, cái form vỏ gỗ nên anh em mình cũng thấy chiếc tạ khúc này khá là dày dặn nè. Cái viền này anh em khá là dày luôn, dày khoảng 3cm luôn anh em. Và cái anh em thấy những cái đường vân sớ gỗ của chất liệu từ vỏ gỗ sồi anh em. Và phía trên này là cũng có cái phần những cái mảnh gỗ nè anh em, ghép lại nè để giữ cho cái phần phơm mặt phía trước nha, và cũng như là tạo điểm nhấn cho chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ hai tạ khúc này thì chạy tuần nha anh em và đánh âm bính bôn, được xuất xứ từ nước Đức nha. Và cái phơm mặt anh em tông màu bạc nè anh em, và cái bộ tạ và cái quả lắc cũng vậy luôn, đồng bộ với nhau nha. Và cái mặt số này là anh em được dập chìm vào nè. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta vệ sinh lau chùi thì nó cái phần số này nó không ít có bị ảnh hưởng anh em, ít có bị mài mòn. Thì theo thời gian thì anh em mình thấy nè, những cái số la mã này nè còn nguyên vẹn nè, anh em mình nhìn giờ rất là rõ nha. Và Dung sẽ test giờ cho anh em mình nghe cái phần điểm giờ. Dung đang quay chậm cho anh em mình xem tổng thể chiếc đồng hồ hai tạ khúc mã số 1 nha. Vỏ gỗ dày dặn lắm anh em. Phông mặt thì được dập chìm vào luôn, nhìn khá là nổi bật. Anh em nào chốt mã số 1 thì cứ add Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Dung nha. Và tiếp tục sang chiếc đồng hồ hai tạ khúc mã số 2. Chiếc đồng hồ hai tạ khúc mã số 2 này, cái phần điểm nhấn ở phía trên anh em là cái phần mão gà phía trên với chất liệu đồng, nhìn rất là cao cấp nè anh em. Và quả lắc cũng như là bộ tạ là đồng màu anh em, màu vàng đồng nha. Và tổng kích thước của chiếc đồng hồ hai tạ khúc mão gà mã số 2 là 87cm, chiều ngang là 26cm và chiều sâu là 11cm. Anh em mình xem cái phần mặt số cũng khá là đẹp và khá là rõ nè. Mặt số in, số la mã anh em, đường kính phông mặt là 26cm nha. Và cái phần mão gà nè anh em với chất liệu đồng, nhìn theo thời gian thì rất là cổ kính. Anh em mình thấy rất là đẹp đúng không? Cái số anh em cũng thấy rất là rõ nha. Chiếc hai tạ khúc này cũng chạy tuần luôn, bộ tạ vàng óng ánh nè anh em, quả lắc cũng rất là đẹp. Và đặc biệt là phía dưới nè anh em có cái phần chi tiết đồng nữa anh em. Đây thiên thần và chú gà phía trên đó, anh em mình thấy rất là đẹp. Chất liệu gỗ của chiếc đồng hồ hai tạ khúc mã số 2 này là cũng là gỗ sồi nè anh em, tông cũng là tông màu nâu luôn. Anh em mình xem cái phần phía bên hông nè. Và chiếc đồng hồ hai tạ khúc này cũng đánh âm bính bon luôn anh em. Nay Dung test cho anh em mình nghe âm. Thank you.
8 giờ thì đồng hồ bính bông 8 lần anh em. Anh em mình xem lại chi tiết chiếc đồng hồ hai tạ khúc mão gà mã số 2 nha. Nhìn rất đẹp nha. Bộ tạ và quả lắc màu vàng đồng nè anh em, chất liệu đồng luôn, rất đẹp. Chiếc đồng hồ hai tạ khúc mã số 2 này Dung đang bán với giá là 5,2 triệu nha anh em. Anh em mình xem tổng thể nha. Cơ chế là chạy tuần. Dây xích rất là dài, chạm đất luôn anh em. Và tiếp tục và chúng ta sẽ sang chiếc hai tạ khúc mã số 3. Chiếc này thì sở hữu tông màu sáng hơn, màu vàng. Và bộ tạ và quả lắc nè anh em, và phom mặt nữa. Nhìn rất là đẹp nha, giống như mới sản xuất luôn. Dung có thể nói là chiếc này đẹp lên tới 97-98% nha anh em. Nhưng không dám nói 100% tại vì hàng mình là hàng sưu tầm nha, đã qua sử dụng rồi. Nhưng mà chiếc đồng hồ này nhìn như mới luôn anh em, quá đẹp. Và những cái đường nét, những cái chi tiết nè anh em, được làm cũng rất là tinh tế nè, nhiều kiểu cách lắm. Phía trên là những cái con tiện nè, phía bên hông anh em mình thấy không, rất là dày dặn. Và chiếc này treo trong nhà chúng ta rất là sáng nè. Nếu mà anh em nào chúng ta thích những cái tông màu sáng, chiếc hai tạ khúc này cũng chạy tuần luôn anh em. Mặt phơ mặt anh em mình thấy không, chất liệu đồng nè, sáng ha. Mình nhìn góc độ anh em mình thấy là ánh tia là vàng đồng lên nè, rất đẹp. Và tổng kích thước chiều dài của chiếc đồng hồ hai tạ khúc mã số 3 là 85 cm, chiều ngang là 29 cm, và chiều sâu đó là 14 cm. Đánh 5 bính bon luôn anh em, 30 phút sẽ bính bon một lần và mấy giờ thì sẽ bính bon mấy lần. Anh em mình xem cái phần phía trên nè, thiết kế rất là dày dặn luôn anh em, gỗ rất là dày nè. Đây phía trên đây là cái những con ốc, hai con ốc này là bắt cái bộ gông vào nè. Dung sẽ test cái âm điểm giờ cho anh em mình nghe. Tám giờ thì đồng hồ bính bông 8 lần anh em. Và chiếc đồng hồ hai tạ khúc mã số 3 này Dung cũng đang bán với giá là 5 triệu nha anh em. Giá rất là hợp lý luôn anh em. Chúng ta sang tiếp tục qua chiếc đồng hồ hai tạ khúc mã số 4 nhé. Chiếc này anh em mình thấy cái form nè, về kiểu dáng khá là độc đáo luôn. Tổng kích thước của chiếc đồng hồ hai tạ khúc mã số 4 này là 85 cm, chiều ngang là 31 cm và chiều sâu là 15 cm nha anh em. Điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này anh em mình nhìn thấy giống như một cái máy vòm phía trên nè, với những con tiện rất là đẹp. Và phía dưới trên cái mặt số này anh em có cái phần mão gà nữa. Và chiếc đồng hồ này đặc biệt một điểm nữa là anh em mình thấy cái phông mặt to nè, và mặt số nổi anh em. Mặt số nổi đồng nè anh em, nhìn rất là cao cấp nha, rất là chất lượng. Những cái bộ kim này nè anh em, mà chất liệu đồng nè. Anh em mình xem cái phần vỏ gỗ nè, phía hai bên hông nè anh em, phía trên cũng là có chất liệu đồng luôn nè. Nhìn chiếc đồng hồ chúng ta rất là giá trị. Bộ tạ và quả lắc thì cũng mới chất liệu đồng luôn anh em. Cái này với vỏ nó là mà chất liệu đồng anh em, còn phía trong là chì nha. Tại vì chì mới đủ cái trọng lượng để mà tạo lên cái cơ để mà cho chiếc đồng hồ chúng ta hoạt động. Ghi cái phần mặt số của chiếc đồng hồ này, cái chỗ số 4 này anh em, có hơi xước nhẹ nè qua quá trình sử dụng nha. Nhưng mà chúng ta nhìn tổng thể thì chiếc đồng hồ này còn khá là
đẹp và hoàn hảo luôn anh em. Chiếc mã số 4 này Dung đang bán với giá là 5,6 triệu nha anh em, cũng đánh âm bính bon và cơ cấu là chạy tuần nha. Đều là bính bon nhưng mà mỗi chiếc anh em đều mình nghe thấy không, mỗi một cái âm bính bon khác nhau hoàn toàn nha. Đấy, anh em mình vừa nghe chiếc đồng hồ hai tạ khúc mã số 4 điểm giờ, và anh em mình xem lại tổng thể chiếc đồng hồ nè. Cái phần phía đuôi anh em mình thấy không, cái chế tác và cái phần phông gỗ anh em mình cũng thấy cũng khá là cầu kỳ luôn. Và cái phần hai bên này nè anh em, được chế tác hai cái bệ gỗ phía hai bên này anh em mình thấy không? Tạo cái điểm nhấn cho chiếc đồng hồ chúng ta. Và chiếc đồng hồ này thì cũng ba gông ba búa, ba gông đồng nha anh em. Anh em mình xem tổng thể lại chiếc số 4 nha. Và Dung sang chiếc đồng hồ cuối cùng là chiếc đồng hồ Henry. Anh em mình xem chiếc Henry. Chiếc Henry này về tuổi đời là không dưới 80 năm luôn anh em, rất sâu tuổi nha, có thể hơn 100 năm. Và anh em mình thấy cái phần chạm khắc cũng như là chế tác chiếc Henry này rất là độc đáo. Và phía trên này anh em, hai cái trụ trụ tiện nè, phía bên này có cái mão, cái mão rất là đẹp nha. Và sở hữu tông màu nâu anh em, tông màu nâu khá là nhạt, có những phần nâu đậm nè anh em, tạo cái điểm nhấn giữa phối hợp cùng một màu thôi nhưng mà phối hợp giữa tông màu đậm và tông màu nhạt, tạo nên cái điểm nổi bật cho chiếc Henry này rất là tuyệt vời. Và cái phía chỗ này anh em mình thấy là cái phần nhiệt độ này anh em vẫn còn hoạt động tốt nha. Phía dưới này là cái áp suất anh em, mình thấy tất cả đều zin hết nè anh em. Và cái phần là chạm khắc của chiếc Henry nè anh em, mình thấy chạm khắc bằng tay nè, cái gỗ thật nè anh em, chạm khắc lên nổi cái mặt cái phần gỗ lên anh em, mình thấy nè cái độ cong độ uốn lượn nè của chiếc đồng hồ Henry này rất là tuyệt ha, nhìn rất là cao cấp. Và cũng như là theo giá trị thời gian thì anh em mình thấy chiếc Henry này còn khá là lành lặn và cũng như là độ hoàn hảo. Hai cái điểm nhấn hai bên nữa anh em, hai cái chi tiết gỗ này cũng đều được chạm khắc bằng tay luôn. Và cái mặt số này anh em, mặt men hạt nè anh em, theo thời gian thì cái phần men này không có bị phai mờ nè anh em, mình thấy còn số la mã rất là rõ nha. Và men hạt và cơ chế điểm gông vòng anh em, hai nồi cốt. Tổng kích thước chiều dài của chiếc đồng hồ Henry này là 90 cm anh em, chiều ngang là 42 cm, chiều sâu là 11 cm. Anh em mình xem, Dung sẽ quay cho anh em mình xem tổng thể nè. Chiếc Henry này Dung đang bán với giá là 11 triệu nha anh em. Đây Dung sẽ quay cái phần máy phía trong cho anh em mình xem. Và phía hai bên anh em mình có hai trụ song tiện kép nè, anh em mình nhìn thấy rất là thu hút. Và cái phơm mặt anh em, cái viền nè, viền gỗ nè anh em, nhô ra ngoài ha, rất là xa, rất là cao luôn nè. Đó, chiếc đồng hồ chúng ta hoạt động rất là tốt rồi. Anh em nhìn bộ gông vòng anh em, cái cùi gông là nhìn rất là cổ kính luôn, gông vòng rất là dày nè, chất âm rất là ngon. Thì Dung sẽ test cho anh em mình nghe.
độ ngân khá là cao luôn anh em. Giờ thì búa gõ vào gong vòng 9 lần anh em. Chiếc đồng hồ Henry này chạy quá lắc nè anh em. Anh em mình nhìn vào đồng thì chúng ta có thể là đánh giá được chiếc đồng hồ này rất là sâu tuổi rồi. Chìa khóa của chiếc Henry. Và chiếc Henry mã số 5 này Dung đang bán với giá 11 triệu nha anh em. Cái phần phần mặt này anh em cũng là chất liệu gỗ luôn. Và những cái phần số này đều là men hạt hết nè anh em. Anh em mình xem cái phần cái vỏ thùng phía sau nè, cũng còn lành lặn lắm, không có mối mọt luôn anh em. Anh em nào chúng ta thích mã số nào thì có thể gọi hoặc là add Zalo của Dung nha. Thì chiếc mã số 5 Henry này Dung đang bán với giá là 11 triệu. Chiếc hai tạ khúc mã số 4 Dung đang bán với giá 5,6 triệu nè anh em. Chiếc hai tạ khúc mã số 3 thì Dung đang bán với giá 5 triệu. Và chiếc mão gà mã số 2 thì Dung đang bán với giá là 5,2 triệu. Và chiếc mã số 1 thì Dung đang bán với giá là 5 triệu. Thì anh em nào chúng ta yêu thích chiếc nào thì có thể là gọi hoặc là add Zalo của Dung, hoặc là cần thêm sự tư vấn thì có thể gọi trực tiếp cho Dung qua số là 0939 119 604 nha anh em. Dung xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và lắng nghe video của Dung. Dung xin hẹn gặp lại tất cả anh em trong video kế tiếp nhé.